Các bạn thân mến, xin mời các bạn cùng nghe truyện ký 377 Kiếp Xe Huyền Thoại của tác giả Nguyễn Khắc Nguyệt, Facebook Nguyễn Khắc Nguyệt, nhà xuất bản trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Phần 10 Vịnh đi rồi, ái cũng muốn sang chỗ quang pháo thủ xe 376 chơi một lát, xong Lượng không đồng ý. Cậu ta bảo, thằng Quang pháo thủ xe đại đội trưởng, ông Triển ông ấy đang hội ý ở đó, Quê mà sang bên đó ông ấy biết ngay Thôi ở nhà với tớ cho đỡ buồn Ái không nói gì Xong cũng có vẻ hơi buồn buồn Quang dân thị xã Hà Đông Đang là sinh viên đại học lông nghiệp Thì nhập ngũ Trong bề ngoài Quang trắng trẻo thư sinh Rõ là dân thành phố Lại thông minh và có kiến thức cơ bản Của đại học Nên học hành gì cũng tiếp thu nhanh Khi bổ sung vào đơn vị Được tín nhiệm làm pháo thủ xe đại đội trưởng ngay trong khi cả đại đội này chỉ có mình ái là dân Hà Nội, nên khi thấy Quang cậu đã có thiện cảm ngay, và rồi hai thằng khá thân với nhau. Ái bảo, Hà Đông cũng coi như Hà Nội rồi, vì chỉ cần một cuốc xe điện năm xu là đã có thể đến nhà nhau rồi. Cũng như Vịnh với Thọ, hai thằng cũng hay dí dụng với nhau, và cũng đã ước hẹn với nhau, hết chiến tranh rồi sẽ tìm đến nhà nhau và nếu không may có thằng nào hy sinh thì thằng kia có trách nhiệm thông báo với gia đình tuy vậy cả tuần nay tối mắt tối mũi hành quân rồi làm kỹ thuật nên chẳng gặp nhau được lần nào lúc chiều đi nhận nhiệm vụ cũng chỉ chào nhau được một cái chứ chưa nói được chuyện gì nên ái cũng muốn sang chỗ quang chơi một tí xong nghe lượng nói có lý cậu ta đành chịu ngồi nhà nhưng dường như trời cũng chiều người Ái đang ngồi buồn thiêu trên tháp pháo thì quang đến. Cậu ta hồ hởi. Gớm, phải đợi mấy ông bắt đầu vào hội ý rồi mới lẻn đi được. Vừa nắm tay ái trèo lên tháp pháo, quang vừa trầm trồ. Xe cậu đỗ chỗ này thoáng nhỉ, lại còn ngắm được cả trăng. Trả bù cho xe tớ, bố đột bố ấy nhét vào tận trong bụi rậm, cứ tối như bưng ấy. Lượng trêu, thì xe đại đội trưởng bao giờ chả phải giữ bí mật cao nhất. Ái móc trong túi ra một điếu thuốc lá đã quăn cả lại, đưa cho Quang. Thủ đô bao bạc đấy, hôm nọ có tay công binh đồng hương cho để dành mãi. Quang đưa điếu thuốc lên mũi hít lấy hít để một lúc rồi mới châm lửa hút. Cậu kéo một hơi dài rồi đưa trả điếu thuốc cho ái. Vừa thở khói ra đằng mũi một cách điệu nghệ, Quang vừa trầm trồ. Thơm quá nhỉ, sướng thật đấy. Rồi cậu ta ngửa cổ nhìn lên trời, giọng mơ màng chẳng đẹp thế này mà được ngồi bên người yêu ở đường thanh niên ngắm cảnh thì tuyệt nhỉ ái cũng rít một hơi dài rồi truyền điếu thuốc cho lượng giọng sôi nổi tớ thì khoái ra công viên thống nhất hơn chẳng thanh gió mát cảnh lệ đẹp nữa quang không chịu hai tên quay ra tranh luận quang thì dứt khoát hồ tây thơ mộng hơn lãng mạn hơn ái cũng không chịu thua cậu ta cho rằng dẫn người yêu đi chơi ở hà nội thì không đâu bằng công viên thống nhất có vẻ cuộc đấu sẽ bất phân thắng bại nếu lượng không chen vào thế đã có thằng nào có người yêu để mà đưa đi chơi ở đó chưa mà biết nó thế nào câu hỏi bất ngờ của lượng làm cả hai thằng ngớ ra và phá lên cười đã làm quái gì có thằng nào có người yêu để đưa đi chơi toàn nghe hơi nồi chõ của mấy đàn anh kể thế rồi bây giờ hót lại cho oách thôi ái chống chế thì tớ cũng nghe mọi người nói vậy thôi nhưng thực ra nhiều hôm đi chơi lang thang qua đấy Thấy các đôi tình nhân ngồi với nhau lãng mạn lắm Nên tôi nghĩ như vậy Quang trêu Thế có lần nào mò vào đặc công quốc dép của người ta không? Ái đấm mạnh vào bả vai Quang Quê chỉ được cái bôi bác <laughs> Ái đấm mạnh vào bả vai Quang Quỳ chỉ được cái bôi bác Tùng tìm cười một lát cậu ta mới thẽ thọt Của đăng tội tớ thì không Nhưng bọn cùng ngõ thì thỉnh thoảng vẫn làm Nhưng cũng có lần gần chết Một lần thằng cu quân ở ngõ nhà mình Cũng chơi trò đó Không may bị anh chàng kia phát hiện Phải té xuống hồ mới thoát Câu chuyện của hai thằng thành phố Càng sôi nổi càng làm lượng thấy tuổi thân Cậu ta buồn buồn, các quê ở thành phố sướng thật đấy, đèn, điện, nước máy dùng suốt, nếu có người yêu thì còn có chỗ mà đưa đi chơi, chả bù cho quê tớ, quanh năm chỉ mỗi ngọn đèn dầu tù mù. Có người yêu thì chả biết đưa nhau đi chơi ở đâu, chả lẽ lại đưa nhau lên núi, muốn chụp bộ ảnh thì cũng phải lên tận phố huyện. Vẻ buồn buồn của lượng đâm ra lây cả sang ái và quang, ái vỗ vai lượng cũng chỉ hoa hòe hoa sói thế thôi chứ chẳng sung sướng gì đâu. Ở dưới các quê vườn cây ao cá rộng rãi tha hồn chạy nhảy. Còn ở thành phố nhà nào nhà ấy, toen hẻn vài mét vuông tủ túng lắm. Mấy bà cô bà thím tớ ở quê ra chơi chỉ được một hai ngày là quay quậy đòi về bằng được. Cứ như quê thì chắc cũng vậy thôi. Lượng vẫn gân cổ lên cãi. Nói gì thì nói ở thành phố vẫn sướng hơn đèn điện, nước, máy, gạo sổ, thịt phiếu, mất mùa cũng chẳng lo gì. Quê tới à, con năm mất mùa còn không có cái gì mà ăn cơ, sắn cũng chả có mà đội nói gì đến cơm. Chả thế nhiều thằng nó bảo đi bộ đội còn sướng hơn ở nhà nhiều, cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày. Cả ái và quang cùng phì cười về cái lý sự của lượng, tuy nhiên các cậu nhận thấy lượng cũng có phần đúng. Ra vẻ đã đi nhiều hiểu rộng, quang giàn hòa, Nói chung các quê nói đều đúng nhưng chưa thật đầy đủ. Ở thành phố có cái sướng nhưng cũng có cái khổ, ngược lại ở nhà quê có cái khổ nhưng cũng có cái sướng. Theo tớ thì ở đâu quen đấy, ta tự cho là sướng thì là sướng thôi. Nói như ông Einstein thì tất cả đều tương đối thôi mà. Đang say sưa chợt cậu ta dừng phát lại và ngẩng đầu nhìn trời, "Bỏ mẹ, muộn quá rồi, tớ về đây, mai gặp nhé." Quang nhảy phốc xuống đầu xe định chạy luôn Nhưng rồi cậu ta đứng sững lại vì câu nói của ái Biết mai có còn gặp được nhau nữa hay không? Quang lúc lắc đầu Quê chỉ được cái gở miệng thôi Tớ về đây, cẩn thận nhé Vịnh từ chỗ thọ về được một lúc Thì trung đội trưởng triển cũng đi hội ý về Thấy mấy anh em đang ngồi dì dầm trò chuyện triển nhắc nhẹ cố gắng chợp mắt một tí đi đêm nay sẽ vất vả đấy sẵn có tí men trong người vịnh hăng hái gớm anh cứ lo xa mấy hôm vừa rồi được ngủ bù bây giờ có thức thông vài đêm nữa cũng được đấy triển vẫn kiên quyết đêm nay sẽ khác đấy không chỉ có hành quân cơ động đến nơi rồi nghỉ như mấy hôm vừa rồi mà sẽ phải bước vào chiến đấu ngay nếu có ngon lành thì cũng phải đến trưa mai mới được nghỉ ngơi vì vậy các cậu cứ tranh thủ ngủ đi được phút nào hay phút ấy nghe cũng có lý nên lượng ủng hộ anh triển nói phải đấy tất cả tranh thủ nghỉ đi cả anh nữa để tôi gác cho triển lắc đầu không được cậu phải ngủ đi cho mắt nó tinh mới bắn chúng được chứ biết là không thể tranh cãi nổi với trung đội trưởng nên lượng đành chấp hành chỉ một lát mấy cái miệng trẻ đã thở đều đều còn lại một mình Triển ngồi dựa lưng vào khẩu 12 ly 7 Ngước mắt ngắm vầng trăng cô đơn Đang lặng lẽ tỏa sáng Mà lòng cồn cào nhớ về cái đêm Hai vợ chồng anh cùng ngắm trăng trên nóc nhà Hôm ấy cũng quãng mùng 10 hay 11 âm gì đó Đã chợp mắt được một lúc Triển chợt giật mình tỉnh giấc Vì thấy căn phòng hạnh phúc của mình Bỗng sáng bừng lên Theo phản xạ Triển vơ vội cái áo trùm lên người Rồi hé mắt nhìn ra Trước mắt anh qua cái lỗ hổng của mấy viên ngói mà anh đã dỡ hung nước ngập lên đến sập giường là một vầng trăng sáng rời rợi thì ra kẻ tò mò đang nhìn trộm vợ chồng anh chính là vầng trăng nghịch ngợm kia chẳng biết vô tình hay hữu ý mà ánh trăng cứ nhảy nhót dập dờn trên khuôn ngực ngồn ngộn của vợ anh triển nhìn như dán mắt vào đó như lần đầu tiên được nhìn thấy một vu vật của tạo hóa mà anh đã được cuộc đời ban tặng mà đúng là lần đầu tiên anh được nhìn ngắm một cách thỏa thích và tự nhiên như vậy. Kể từ hôm nên vợ nên chồng đến nay, cứ giấm dúi trong cái căn phòng hạnh phúc bất đắc dĩ, lúc nào cũng tù mà tù mù này, có khi nào vợ chồng anh được tận hiến cho nhau đâu. Dưới ánh trăng, cặp nhũ hoa của Mạc như được tạc bằng ngà voi và được một bàn tay thiên tài chế tác, đúng là một tòa thiên nhiên thật sự. Triển thêm một lần thán phục cụ Nguyễn Du có ai tả được vẻ đẹp này tinh tế đến thế mà cũng lại sống động đến thế. Dường như cũng cảm nhận được có người nhìn trộm mặc mở mắt ra, thấy Triển đang nằm nghiêng say sưa ngắm mình. Cô vội vớ lấy cái áo đắp lên người rồi gõ vào chán chồng. Vẩy vò mãi không chán nữa sao mà còn nhìn trộm. Triển như người mộng du chợt tỉnh, anh kéo cái áo ra và thì thầm để anh ngắm một lúc nữa Dẫu đã là vợ chồng, song với một cô thôn nữ thì như thế có vẻ không được phải lẽ, nên Mạc vẫn ôm chặt cái áo trước ngực. Triển xuống giọng nằn nì, nào cho anh ngắm một tí nữa thôi, một tí thôi mà. Nghe giọng này nỉ của Triển, có lẽ tình thương trong cô đã thắng cái lễ giáo. Mạc từ từ bỏ cái áo ra, Triển lại như dán mắt vào đó, rồi bất ngờ anh úp mặt mình vào cái tòa thiên nhiên đó mà hít lấy hít để mạc cũng lặng đi trong hạnh phúc hai người cuốn lấy nhau không biết có phải ánh trăng huyền bí đã truyền thêm cho họ sức lực hay không mà lần đầu tiên từ khi cưới nhau họ mới biết thế nào là niềm hạnh phúc tột đỉnh mà hai tấm thân của họ có thể trao cho nhau khi mạc đã ngủ say trở lại với nụ cười mãn nguyện trên môi thì triển nhẹ nhàng chui lên nóc nhà đã chậm phép hơn nửa tháng đành rằng do hoàn cảnh khách quan gây nên song triển vẫn cứ thấy áy náy trong lòng anh muốn ngồi một mình suy nghĩ một cách nghiêm túc để đi đến quyết định hợp lý nhất trong hoàn cảnh hiện tại vừa thò đầu lên nóc nhà triển thấy lạnh toát cả người không phải vì những cơn gió phóng khoáng đang lồng lộng thổi mà bởi cái cảnh nước lột dưới trăng nó thê lương quá não nuột quá dưới ánh trăng vằng vặc bốn bề xung quanh anh là nước ngay gần chỗ anh ngồi còn nổi lên vài nóc nhà và vài ngọn cây đen thẫm còn nhìn ra xa hơn chỉ thấy nước và nước trắng băng nước tít tắp nước không một bóng người không một ánh đèn không có tiếng dế nỉ non hay tiếng gà gảy sang canh tất cả im lìm đến lạnh lẽo dường như sự sống đã bị dìm cho chìm nghỉm trong cái biển nước mênh mông này chẳng biết đến khi nào nước mới rút đi nếu anh cứ chờ cho đến khi đó mới trả phép thì sẽ chậm phép mất hàng tháng lúc đó biết biện bạch với mọi người ra sao mà khi anh đi phép thì đơn vị đã dục dịch chuẩn bị đi bê dài bây giờ vào nếu đơn vị đã đi rồi thì biết tìm ở đâu nếu vạn bất đắc dĩ mà phải quay ra bộ tư lệnh thì có khác gì đào ngũ thế thì thật là dơ dáng liệu có dám vác mặt về làng nữa hay không không triển quyết định bất ngờ anh sẽ phải sớm lên đường dù rằng có phải bơi trong nước lụt từ đây lên bắc ninh hay hà nội anh cũng sẽ bơi đi đến quyết định ấy lòng triển thấy nhẹ nhõm hẳn đi bất ngờ mạc thò đầu ra khỏi lỗ hổng máy ngói có lẽ khi chợt tỉnh không thấy triển nằm bên cô định đi tìm nhẹ nhàng đỡ vợ lên nóc nhà triển xoay người ngồi lên viên ngói nóc hai chân để sang hai bên mái rồi kéo vợ ngồi vào lòng mình. Gại cái cằm lún phún dâu lên cần cổ trắng ngần của vợ, anh âu yếm đùa. Hôm nay thế nào, có chất lượng hơn mọi ngày không? Mạc ngốn nguẩy, lại còn phải hỏi. Mân mê mấy lọn tóc thơm mùi bồ kết của vợ, triển ghé sát tay vợ thì thầm, liệu lần này có kết quả không nhỉ? Mạc ngượng ngùng, lý nhí, cũng phải đợi mấy hôm nữa mới biết Nàng bất ngờ quay lại, mặt ghé sát mặt chồng, anh phải ở nhà cho đến khi nào có tin mừng mới được đi đấy nhé. Lặng im một lát, Triển mới khẽ khàng, có lẽ anh phải đi thôi, chậm phép lâu quá rồi. Mạc vẫn khăng khăng, nhưng có phải tại anh cố ý đâu, tại hoàn cảnh đi chứ. Triển lắc đầu, giọng buồn buồn, đã đành là như thế, nhưng em không ở trong quân đội, em không biết bộ đội bọn anh có một lời thề là phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều phải tận tâm tận lực hoàn thành nhanh chóng và chính xác việc anh phải có mặt tại đơn vị đúng thời gian quy định cũng là một nhiệm vụ anh là cán bộ lại là đảng viên mà vô kỷ luật thế thì còn nói ai được tất nhiên cũng có thể đổ cho hoàn cảnh bắt buộc, xong nói gì thì nói cũng chỉ là bao biện thôi. Mà nước cũng bắt đầu rút rồi, nghe nói đường sắt đã lộ ra và tàu chuẩn bị chạy được, vì thế anh phải đi thôi. Có lẽ biết rằng nếu mình có nài nể thế nào cũng không thể lay chuyển được chồng, nên mạc im lặng, nàng nép sát vào người chồng. Triển ghi chặt vợ, phóng tầm mắt ra xa, rồi thì thầm vào tai nàng hòa bình rồi nhất định anh sẽ đưa em ra hạ long hay đồ sơn chơi vào đúng dịp trăng sáng hai vợ chồng mình sẽ thuê một con thuyền rồi ngắm trăng trên biển đúng như hôm nay nhé dòng hồi ức của triển đột ngột bị cắt ngang bởi những tiếng rú rít kinh hoàng của những viên đạn pháo đang bay qua đầu vài giây sau những tiếng nổ đầu nòng mới ì ầm vọng tới không cần triển gọi các thành viên trong xe cũng đã bật dậy và tỉnh như sáo theo hợp đồng khi pháo ta bắt đầu bắn phá hoại sẽ là lúc xe tăng xuất kích chiếm lĩnh trận địa triển ngồi vào vị trí của mình anh chụp lấy chiếc mũ công tác lên đầu rồi bật đài vô tuyến điện dõng dạc các thành viên vào vị trí sẵn sàng chiến đấu vịnh cho xe ra đường chờ lệnh tiếp vịnh ấn nút khởi động tiếng động cơ lập tức vang lên giòn giã có vẻ như đồng thời những động kia những động cơ kia cũng đã nổ sự yên tĩnh của cánh rừng mà đại đội chú quân lập tức bị phá vỡ bởi tiếng gầm rú của động cơ tiếng kèn kẹt của hộp số tiếng nghiến ken két của xích sắt một bầy chim hoảng loạn vọt lên kêu tán tác vịnh cài số rồi tăng chân dầu xe 377 dùng mình lừ lừ bò ra khỏi bò ra phía đường rồi quay đầu về phía nam. Hết phần 10. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.